Bà nè, mang gió về cái chỗ ung sùng, nhức đầu quá nha. Bà không thích con chó lại hả? Tôi... Ông sao? Ông nuôi gà cá bầy thì được, mà tôi mua có một con chó, ông lại căng nhằn cả tuần nay. Bà nói vậy mà nghe được sao? Tôi nuôi gà cá bầy, nó đẻ trứng nở con, đi qua đi lại trước sân sau nhà, chứ đâu như con chó của bà. Cái gì nó cũng chỗ thiệt nhất tại nhất đầu. Nè nè, ông đừng kiếm chuyện với tôi hoài. Nuôi gà mà chẳng chịu coi, để nó qua đây mổ hết cái tán cây tôi mới trồng. Mấy chục năm nay ông nuôi gà nuôi ngỗng, làm dơ nhà dơ cửa của tôi. Bây giờ tôi không thể làm ngơ, ông thả gà qua nữa là chó tôi nó chụp liền. Trời ơi, có mấy cái đọt cây non á, bà ươm sát rào gà tôi, bị gà mổ lâu rồi á bà. Bà nhắc đi nhắc lại hoài mấy tháng nay, nhức đầu quá à. Tôi nói chuyện đàng hoàng, nhưng ông đâu có nghe. Sao bà biết tôi không nghe? Đâu phải mới hôm kia tôi với bà kết giao tình hàng xóm, mà đã hơn 60 năm mình quen biết nhau rồi. Chồng xóm với ông chỉ thêm lưỡi thiền kiền. Từ cái hồi chơi tạc lôn khúc bắc, rồi đi học chung trường, rồi hai họ xa xôi gian. Anh của bà cưới chị ruột của tôi, rồi anh hai của tôi đi hỏi em gái bà làm vợ. Hai gia đình đã thân thiết cùng nhau, chỉ có tôi với bà không bao giờ thủng thao. Không, trong nhà ông ai cũng dễ thương hết á, mà chỉ có mình ông là cái ghét dễ sợ. Tôi làm gì á bà ghét tôi dữ vậy? Không thấy mặt á thì thôi, hễ gặp mặt tôi là bà kiếm chuyện giữ chó mắng mèo à. Tôi ghét ông từ khi 14 tuổi, vì mỗi lúc đi ngang là ông cứ ngó chăm. Trời đất ơi, không lẽ chỉ vì cái mặt mộng á mà bà căm thù tôi mấy chục năm qua hả? Rồi cái tới ngày tôi vừa được 18 tuổi, ông dụ tôi ra gốc me cầm tay tôi, nói cái gì thương thương nhớ nhớ. Ba tôi hay được ông nổi cơn giận dữ, canh tôi u đầu phải bỏ. Cái bà vô duyên à, bà đánh chứ đâu phải tôi. Xem bà ghét tôi vậy. Thì cũng tại ông. Tại tôi? Sao tại tôi chứ? Thì cũng tại ông kêu ra ngoài bờ sông. Tôi kêu ai mà tôi kêu hồi nào đâu nè. Rồi cái ngày tôi mời bà chỉ cúi đầu khi tôi hỏi chuyện à, chớ có trả lời trả giống gì đâu. Tôi phát không lên đêm thì xin mong
lời tỏ tình trôi theo mây gió. Bà chỉ ngó mình mang mấy con ốc con còng. Ông vừa vô duyên lại vừa xấu xí hơn người thương chi, còn khóc khúc tiêu buồn. Ông chẳng có gì ngoài cái cặp mắt lưng. Nè, bà vừa phải thôi nha. Bà chê tôi học dốt nhất làng, nên bà chẳng ngó ngàng. Bà chỉ cặp bồ với mấy đứa đẹp trai. Ông này mới là lạ à nghe. Con gái lớn lên ai cũng mơ có một người chồng đẹp trai, hào hoa phong nhã, không lẽ đi lấy mấy cái người xấu quách làm chồng hay sao? Nè, bà đừng có quá đáng nha. Đừng có thấy tôi thương bà, tôi nể bà, rồi bà cứ tới, nó tới hoài nó thiệt nha. Lúc bà lấy chồng mà không hiểu á, tôi muốn nhảy xuống sông tôi chết khuất cho rồi. Bà ác lắm, bà có biết không? Chỉ biết là kể từ khi ông có nhiều tiền lắm bạc, biết bao cô gái ngây thơ vì nghe lời ngon tiếng ngọt đã lầm lỡ trao thân cho rồi ôm hận muôn đời. Người ta đồn ông qua miên mua bùa mua ngải, ông ý ông trùng cho chồng tôi chết đuối ở ngoài sông. Chồng chết rồi á mà vẫn cứ ghét tôi à. Tối lửa tắt đèn là bà nhốt mình ở trong cô quạnh. Thời buổi này thật xanh thì ít chị hay lý thông nhàn nhãn đầy buồn. Nè, bà nói ai là lý thông? Nhà bà dỗ có tôi cũng qua chầm lá gác kèo. Nửa đêm nửa hôm con heo nó xúc chuồng, tôi phải chạy đi kiếm nè. Trong lúc bà trúng gió gần chết, tôi chỉ mặc con cái quần xà lõn nè, chạy bộ mấy cây số nước thầy về cắt giác cho bà. Bây giờ bà nói tôi là lý thông mà buồn quá à. Ơn của ông tôi không thể nào quên, nhưng không vì lẽ đó mà tôi sinh ra tình cảm. Mấy mươi năm sống yêu quạnh một mình, tôi đã quen rồi với vui chiếc chân trên. Ông thì nay quen cô này, mai gặp với cô kia, mà rốt cuộc chẳng có người nào chung thủy. Chung thủy làm sao khi mỗi lần gặp họ, tôi vẫn cứ luôn luôn nhắc đến tên bà. Tôi hận bà đã rẻ khinh tôi, từ thuở qua niên cho đến nay đầu đã bạc, đã hơn 60 năm rồi. Gặp tôi bà vẫn buông lời đánh cay.